Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thế Giới Tử Xa, một kênh chuyên về âm chén tử xa chính hãng từ Nghi Hưng, Giang Tô, Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2023. Thế giới có 7 kỳ quan thiên nhiên, thì shop Thế Giới Tử Xa có 7 kỳ quan nhân tạo. Và 7 kỳ quan nhân tạo đó là 7 tác phẩm ấm tử xa rất đẹp, rất độc đáo và đặc biệt rất là hiếm. Và đặc biệt video vào ngày thứ Bảy cuối tuần này, thật rất là luyến tiếc cho quý vị và các bạn nào chưa được xem video ngày hôm nay. Vâng, bởi vì 7 tác phẩm ấm tử xa cùng một nghệ thuật chế tác, đó là vẽ đắp nổi men pháp lam và vàng 24K lên bề mặt. Và tất cả đều dùng hầu hết là đất cũ Chu Lê. Và có những tác phẩm được chế tác vào những năm 1968. Rất đẹp, rất hiếm và rất độc đáo. Và 7 kỳ quan nhân tạo do các nghệ nhân nổi tiếng làm những chiếc ấm tử xa, xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn. Vâng, chúng tôi xin phép được bắt đầu. Đầu tiên, đó là một tác phẩm kinh điển, vâng, nhưng mà giá lại rất hợp lý. Chiếc này chúng tôi hỗ trợ giá bởi vì dung tích của chiếc ấm cũng khá là nhỏ, 180ml thôi ạ. Vâng, chỉ khoảng 2 bát đối ẩm thưởng trà đổ lại thì là vừa đẹp, 1 đến 2 bát quý vị nhé. Một chiếc ấm từ xa dáng ấm dung thiên, đất cũ thì là Chu Lê rồi. Vâng, rất đẹp, mặt trước là vẽ và đắp nổi men pháp lam và vàng 24K và một đôi chim sẻ. Rất đơn giản, đẹp, giản dị. Vâng. Và bên trái là có 4 chữ Hà Đường Nguyệt Sắc, có nghĩa là hoa sen trong hồ. Và 2 chữ tên của nghệ nhân, đó là Hách Huyền. Vâng, đây là một nghệ nhân nữ nổi tiếng và có rất nhiều các tác phẩm kinh điển. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chiếc ấm này là của nghệ nhân nữ Hách Huyền. Vâng, trước này chúng tôi hỗ trợ giá cho quý vị và các bạn vào đầu video lọc 10 lỗ ạ, 180ml và 4,8 triệu. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo tác phẩm số 2, đó là một chiếc ấm tử xa dáng ấm Mỹ Nhân Kiên, đất cũ Chu Lê. Họa tiết mặt bên phải là một đôi chim công đậu trên một đóa, một cây hoa mẫu đơn và có những cái bông hoa rất là đẹp. Vâng, tất cả các cái họa tiết trên cái tác phẩm này ấy, đều dùng cái chất liệu là men pháp lam và vàng 24K. Đây ạ, quý vị nhìn kỹ, có một cái độ kỳ công, có một cái mức độ đầu tư rất nhiều về thời gian cũng như kỹ thuật để vẽ và đắp nổi trên tác phẩm này. Vâng, một bức tranh phú quý mãn đường cực kỳ đẹp, một đôi chim công rất có hồn. Vâng, và một dáng ấm được ví như là bờ vai tròn trặn của người con gái đẹp, dáng ấm Mỹ Nhân Kiên. Vâng, điểm nhấn là phần bọc vàng 24K trên lắp ấm tạo một cái điểm nhấn rất đẹp. Chất đất thì tuyệt vời rồi, lọc 7 lỗ. Vâng, bên trái đấy ạ, chiếc này 270ml và giá là 6,8 triệu. Và tiếp theo, đó là một cặp đôi ấm tử xa hoàn hảo, hai tác phẩm ấm tử xa cùng dung tích, cùng chất đất
Vâng, đây là hai bản giới hạn của nghệ nhân quốc gia Phạm Trạch Hồng. Đây ạ. Hai tác phẩm cùng một nghệ nhân. Đầu tiên là một tác phẩm ấm Tử Sa Giáng Ấm Tây Thi. Họa tiết là Ngũ Hổ Đồ. Vâng. Đây là tác phẩm số 2. Tác phẩm số nhất đã hữu duyên giao lưu với một bác khách hàng rất thân thiết. Vâng, bác ở Bến Tre. Tác phẩm thứ nhất, đây là tác phẩm số 2. Và bác ở Bến Tre đấy cũng sở hữu khoảng trên dưới 50 ấm Tử Sa của shop Thế Giới Tử Sa. Vâng, toàn những tác phẩm đẹp. Tôi dám khẳng định ở Bến Tre bác là số 1 về ấm Tử Sa. Vâng, bác ấy tên là Phong, quý vị nhé. Ngũ Hổ Đồ, mặt bên phải là ba chú hổ và bên trái là hai chú hổ, rất đẹp, rất có hồn, vâng, rất uy lực. Ở video ngày thứ bảy tuần trước, chúng tôi cũng giới thiệu với quý vị và các bạn có một cái sự rất là đối nghịch khi mà hai tác phẩm ấm Tử Sa đều là dáng ấm Tây Thi, nhưng mà họa tiết thì lại là các linh vật rất oai hùng. Vâng, rất oai hùng, rất linh thiêng. Đó là hổ và rồng. Còn dáng ấm Tây Thi thì được ví như là bờ ngực tròn trặn của người con gái đẹp Tây Thi. Như mẹ khắc trên ấm, vẽ trên ấm và đắp nổi trên ấm. Bởi các họa tiết rất là dữ dằn, oai hùng. Vâng, thưa quý vị. Tác phẩm 300 mil và 6,8 triệu. Vâng, tiếp theo số 4 là tác phẩm ấm cũng dáng ấm Tây Thi, họa tiết là Ngũ Long. Vâng, cùng họa tiết, cùng dung tích cũng 300 mil và 6,8 triệu, đẹp không ạ? Chất đất tuyệt vời. Vâng, và tiếp theo thưa quý vị và các bạn, đó là bộ 3 tác phẩm. Trong đó có tác phẩm cuối cùng thì là tác phẩm độc nhất vô nhị, bản duy nhất. Vâng, một bản ấm duy nhất. Đầu tiên, trong 3 tác phẩm này, tất cả đều là của xưởng sản xuất thủ công số 1 và niên đại là 1968. Tất cả đều là dùng đất cũ Chu Lê. Và đối với những chiếc ấm của xưởng sản xuất thủ công số 1, chúng tôi đã giải thích rất nhiều với quý vị và các bạn rồi. Và có một cái video riêng về cái xưởng ấm này để quý vị và các bạn tránh mua phải hàng nhái của xưởng sản xuất thủ công số 1. Và các đặc điểm lớn nhất của cái xưởng này ấy, là trên dưới 65 rồi, hầu hết là tất cả đều trên cái lắp ấm này đều không có dấu lạc khoản. Vâng, bởi vì những cái nghệ nhân thời đó thì hầu hết đến nay nếu mà còn sống thì cũng rất là già rồi. Và cái xưởng này ấy, đây quý vị ngắm ạ, tất cả trên lắp ấm đều không có dấu lạc khoản. Và trên thị trường có những chiếc ấm chỉ bán 2-3 triệu nhưng mà nói là của xưởng sản xuất thủ công số 1 và có tên hình ảnh nghệ nhân. Đó là những chiếc ấm làm nhái của xưởng số 1. Tôi đã giải thích cho quý vị và các bạn rất nhiều rồi. Vâng. Đầu tiên là một chiếc ấm dáng ấm Dung Thiên. Đẹp không ạ? Họa tiết mặt bên phải là hoa sen và một đôi uyên ương. Việt Nam hay gọi là sen Việt đấy ạ. Vâng, tất cả đều vẽ và đắp nổi men Pháp Lam và vàng 24K. Vâng thưa quý vị, men Pháp Lam ấy thì phổ biến nhất của Trung Quốc vào thời Ung Chính, từ những năm 1678 đến những năm 1735. Thời điểm này Trung Quốc nhập men Pháp Lam từ các nước phương Tây về và làm chế tác trên các tác phẩm ấm Tử Sa. Và trước đó thì hầu hết men Pháp Lam đều được làm trên chất liệu bằng đồng là chủ yếu. Vâng,
Đây là cái thời kỳ Ung Chính, là một cái thời kỳ hưng thịnh để làm men Pháp Lam trên ấm Tử Sa. Và sau này nghệ thuật càng ngày càng tiến bộ, và những năm sau này nữa thì người ta có thêm cả vàng 24K để làm cho các cái tác phẩm có thêm vẻ đẹp và độ sắc sảo, cũng như là một cái sự đầu tư về công sức của các nghệ nhân để làm cho các tác phẩm đẹp và hoàn thiện hơn. Có những cái vật liệu chế tác trên các cái tác phẩm này được quý hơn. Vâng, đó là người ta làm thêm cả vàng. Vâng, chiếc đầu là 320 ml và 6 triệu rưỡi. Lọc 10 lỗ. Thủ công toàn chế quý vị nhé. Đấy. Tác phẩm số 2 đó là một chiếc ấm Tử Sa dáng ấm Thanh Ảnh. Họa tiết là chim sẻ và hoa mẫu đơn, vẽ và đắp nổi men Pháp Lam và vàng 24K. Trông đẹp như một bức tranh 3D, rất đẹp, rất sống động. Và tất cả các họa tiết này sẽ bền vĩnh viễn, chúng tôi bảo hành trọn đời cho quý vị và các bạn. Vâng, điểm nhấn là phần dát vàng lên toàn bộ viền của lắp ấm. Đây quý vị trải nghiệm ạ. Đất cũ chu lê và tỷ lệ khoáng sau khi mài lắp ấm ra thì nhìn rất rõ. Tỷ lệ khoáng rất cao. Chất đất tuyệt vời. Đây ạ. Quý vị hãy cảm nhận hình ảnh bằng mắt, cảm nhận chất đất tuyệt vời bằng tai, thưa quý vị. Một âm thanh trong veo như tiếng kim loại. Chất đất tuyệt vời, đất cũ 320 ml và 6 triệu 8, cũng 1968 và của xưởng sản xuất thủ công số 1. Vâng thưa quý vị, và cuối cùng là một tác phẩm kinh điển. Đây là một độc bản duy nhất và đây là một tác phẩm lần đầu tiên shop Thế Giới Tử Sa giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và chúng tôi đã nói rồi, thật rất là buồn khi mà quý vị nào mà chưa xem được cái video ngày hôm nay. Bởi vì những người đam mê ấm Tử Sa, sưu tầm ấm Tử Sa thì luôn luôn rất thích và luôn luôn rất mong chờ các tác phẩm ấm Tử Sa đẹp, độc đáo để được cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng. Vâng ạ. Đây là một chiếc ấm Tử Sa dáng ấm bán nguyệt. Và điểm đặc điểm lớn nhất và hay nhất của tác phẩm kinh điển này đó là họa tiết. Vâng thưa quý vị, một bên là họa tiết rồng Nhất Long Vườn Mây và một bên là họa tiết của một chú phụng với ba chiếc đuôi ba màu rất đẹp, rất cầu kỳ. Và mỗi linh vật thì lại làm một bên lửa của tác phẩm. Vâng, một bên lửa của một cái chiếc tác phẩm ấm Tử Sa mà dáng ấm là dáng ấm bán nguyệt. Bán nguyệt có nghĩa là lửa vầng trăng, mà mỗi một linh vật lại làm một bên lửa của một cái tác phẩm, cho nên là một cái tác phẩm lối chứa đựng rất nhiều điều. Vâng, một lửa vầng trăng, một lửa vầng trăng rất đẹp, một chú phụng cũng đang vờn mây, và phần đuôi thì có một chút sang bên phần nắp ấm. Đây ạ. Một chú rồng cũng như vậy, cái phần đuôi cũng có một chút sang bên phần nắp ấm. Tức là mỗi một linh vật sẽ chiếm một lửa của tác phẩm ấm Tử Sa dáng ấm bán nguyệt, mà dáng ấm bán nguyệt thì lại dáng ấm của lửa vầng trăng. Vâng, một tác phẩm rất đẹp và rất có ý nghĩa.
một độc bản duy nhất, lắc chìm đẹp không ạ? Lọc 10 lỗ đương nhiên rồi, những chiếc ấm cũ như chiếc ấm cổ thì lúc nào cũng là lọc hoa mai rồi. Dấu lọc khoản là 1968 và xưởng của xưởng sản xuất thủ công số 1. Vâng, tác phẩm kinh điển được phát vào ngày thứ bảy cuối tuần, 300 mil và giá là 7,9 triệu, giá công khai quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, hôm nay là thứ bảy, một ngày cuối tuần, thế giới từ xa lên 7 tác phẩm ấm từ xa kinh điển. Và đây là 7 kỳ quan nhân tạo do các nghệ nhân nổi tiếng chế tác. Vâng thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng đăng ký kênh. Vâng, ngày thứ bảy cuối tuần, cũng xin kính chúc tất cả các trà hữu trên toàn thế giới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào.